Và các quý vị này là tối mùng 9 năm 2023 và chúng tôi đang ngồi ăn cái bữa lẩu buffet đây. Có thịt tùy mình lấy, mình lấy thử mỗi thứ tí. Đây cái này là thịt dê này. Có thịt dê này, đây thịt bò Mỹ này. Cả thịt lợn nữa. Mình cứ lấy thử mỗi thứ tí. Đây váng đậu này. Rồi thì dứa này. Mình cho cả dứa vào. Đấy. Rất nhiều thứ luôn. Bên này các bác này thấy cả trứng này. Bác Hải Phòng. Ngoài này còn rất là tí nữa và ăn từ tí nữa ra đây. Đây đầy đủ các loại sữa đây, các loại bánh ngọt, các loại kem ăn xả láng thoải mái. Nhất định phải qua thưởng thức kem. Còn ở đây thì bao nhiêu các loại tôm các kiểu này. Ăn những cái này lấy mỗi thứ một tí thôi. Nhớ người ta đun sẵn người ta cho mặn là không ăn được đâu. Tôm mực các thứ này. Bây giờ chân giò hầm này chả thấy ai ăn chân giò hầm gì cả. Mỗi thứ một tí thôi. Thường thường là người ta đun sẵn, đôi khi cái khẩu vị bên Đài Loan người ta đun nó hơi mặn, mình không ăn được. Lấy mấy tí tôm rồi, mỗi thứ một tí. Cái gì đấy anh, cháo à? À lấy đồ chấm. À. Rồi mỗi thứ một tí thì anh ạ, kệ. Pha vào thôi. Được rồi, thế được rồi, tốt rồi. Ừ, được rồi, ok.